phụ nữ luôn tồn tại những vấn đề khó nói, đặc biệt là vùng kín trái tim thứ hai của người phụ nữ. Do vùng kín có cấu tạo sinh học phức tạp cùng với đó là chu kỳ hàng tháng ít nhiều ảnh hưởng đến việc vận động sinh hoạt thoải mái của chị em. Việc chăm sóc và vệ sinh vùng kín đúng cách cũng mang đến cho nhiều lúng túng và phiền phức. Vệ sinh vùng kín là điều vô cùng cần thiết mà mọi chị em phụ nữ nên thực hiện mỗi ngày. Hãy giữ cho cơ thể luôn sạch sẽ và tránh tình trạng viêm nhiễm và mùi khó chịu. Dung dịch vệ sinh phụ nữ dạng bọt Bliessberry dịu nhẹ mỗi ngày với công thức an toàn từ thiên nhiên mang lại sự tươi mới, sạch sẽ cho nàng, sự tự tin, thoải mái cả ngày dài, năng động và sảng khoái hơn để làm những gì mình thích. Bài viết ngày hôm nay mình sẽ cung cấp cho bạn nhiều thông tin về sản phẩm dung dịch vệ sinh Blissberry. Cụ thể bạn sẽ biết được thông tin quan trọng như dung dịch vệ sinh Blissberry bán ở đâu, dung dịch vệ sinh phụ nữ Blissberry có tốt thật không xem hết video này để rõ hơn nhé. Đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích. Dung dịch vệ sinh Blissberry có tốt không? Những lý do sau bạn nên lựa chọn dung dịch vệ sinh phụ nữ dạng bọt BLISSB-EA-A-Y. Xuất xứ tại Hàn Quốc đạt chứng nhận thành phần tự nhiên EWG Rating, sản xuất bởi Cosmax công ty mỹ phẩm hàng đầu thế giới. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mọi đối tượng giúp hỗ trợ điều trị bệnh phụ khoa một cách hiệu quả làm sạch vùng dịu nhẹ vùng kín, cân bằng độ PS PS 5,0 đến 6,0, khử mùi, kháng viêm, ngăn nấm ngứa. Tái tạo mô tăng phục hồi tổn thương, dưỡng ẩm nhẹ nhàng giúp vùng kín luôn mềm mại, thành phần an toàn. Lactobacillus 5 Probiotic Complex, hợp chất làm tăng khả năng giữ ẩm, đóng vai trò khôi phục lại sự. Cân bằng của da bằng cách giúp khôi phục độ PS, cocoa chất hoạt động bề mặt rất dịu nhẹ có nguồn gốc từ dầu dừa giúp làm sạch nhẹ nhàng, vùng kín axit lactic axit lactic từ sữa giúp tăng cường độ ẩm và tính linh hoạt của làn da. Hyaluronic acid, bộ ba hyaluronic acid giúp tối đa hóa khả năng giữ ẩm da từ sâu bên trong, bảo vệ da khỏi các tác động bên ngoài, dầu hạt lưu ly, li, boric seed oil chứa axit béo có tác dụng tích cực trong việc kháng viêm và chống lão hóa. Hóa có khả năng chống lại sự phát triển của các tế bào ung thư, dầu hạt quả mâm xôi raspberry seed oil Chứa vitamin A, omega 6 và 3 giúp tái tạo mô da, bảo vệ và ngăn ngừa các tổn thương cho da, nấm nhảy, đen sinh mushroom. Chống ung thư và tổng hợp collagen giúp chăm sóc độ đàn hồi toàn diện cho da, giữ cho da săn chắc. Dùng dịch vệ sinh Blissberry bán ở đâu? Hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng. Không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng, để có thể mua được sản phẩm dung dịch vệ sinh Blissberry tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường. Mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức của dung dịch vệ sinh Blissberry để có thể yên tâm nhất về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả đã được niêm yết. Hướng dẫn mua dung dịch vệ sinh Blissberry trực tiếp từ nhà sản xuất, bước 1 anh chị nhấp vào liên kết phía dưới mô tả của video này để đến website chính thức của nhà sản xuất. Bước 2, bạn để lại thông tin liên lạc gồm tên và số điện thoại, sau đó nhấn đặt hàng. Bước 3, sau đó ít phút chuyên viên tư vấn của dung dịch vệ sinh Blissberry sẽ liên hệ lại và tư vấn mọi thắc mắc của bạn để bạn có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng. Bước 4, sau khi đồng ý, vài ngày sau sẽ có nhân viên vận chuyển tận nhà miễn phí, lưu ý. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng, không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng. Để có thể mua được sản phẩm dung dịch vệ sinh Blissberry chính hãng, tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường. Mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức của dung dịch vệ sinh Blissberry để có thể yên tâm nhất về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả đã được niêm yết.